Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa với bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đống tập tục của người tiền nhân, những người biệt phái và tất cả mọi người Do Thái đều không dùng bữa mà không rửa tay trước. Và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ bằng đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Chúa, sao môn đệ của ông không giữ tập tục của tiền nhân, mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, tiên tri Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ông. Như lời chép, dân này kính ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ của loài người. Vì các người bỏ qua các giới răn của Thiên Chúa, chỉ để nắm giữ tập tục của loài người như rửa bình rửa chén và làm nhiều điều khác như vậy. Và người bảo, các ông đã khéo bỏ giới răn của Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của tiền nhân. Thật vậy, ông Môi-se đã nói, hãy thảo kính cha mẹ, và ai rủa cha mẹ sẽ phải bị xử tử. Còn các ngươi thì lại bảo, nếu ai nói với cha mẹ mình rằng những của con có thể giúp cha mẹ được là kho mình, có nghĩa là của lễ dâng cho Chúa rồi. Và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế, các ngươi đã hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hôm nay mình nói về Thánh Paul Miki, Thánh Phaolô Miki. Chúng ta sẽ chứng kiến khi ai đi về những thành phố như Nagasaki sẽ thấy những di tích của các thánh tự đạo. Hôm nay toàn thể giáo hội muốn chúng ta mừng kính các thánh tự vị đạo của nước Nhật Bản. Người ta lên án tử cho Thánh Phaolô Miki với lý do ông là người từ Philippines xâm nhập về để đem một thứ đạo gian tà. Họ sợ tất cả những người bạn của ông Phaolô Miki đồng lõa với đế quốc Tây Ban Nha để mà tìm cách xâm lăng nước Nhật. Chính vì thế, trước khi bị tử hình, Phaolô Miki lúc ấy mới 30 mấy tuổi đã mạnh mẽ cải chính rằng tôi không phải là người Phi Lực Tân, tôi là người Nhật đích thực. Hãy nghe tiếng nói của tôi. Lý do duy nhất tôi bị án tử là vì tôi đã dạy giáo lý của một nhân vật tên là Giê-xu. Chắc chắn tôi đã dạy giáo lý của Ngài. Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì lý do mà tôi phải chết. Tôi tin rằng tôi đang nói thật trước quý vị, trước khi tôi chết. Một người trước khi chết không thể nói dối nữa. Tôi biết quý vị tin tôi. Tôi muốn nói rằng hãy xin Chúa Giêsu giúp quý vị vượt qua và được hạnh phúc. Tôi vâng lời Ngài, noi gương Ngài, tôi tha thứ cho những người đang giết tôi. Tôi không ghét họ. Tôi cầu xin Chúa thương xót họ. Và tôi hy vọng máu của tôi sẽ đổ trên các bạn của tôi như mưa nguồn, sinh hoa kết quả. Lời nói được người ta ghi chép. Phaolô Miki và các bạn bị bắt vào 1597, tức là cuối thế kỷ thứ 16. Số người bị bắt trước tiên gồm có 26 người. Trong đó, 6 tu sĩ dòng Francisco, 3 tu sĩ dòng tên
17 giáo dân, tức là các tín hữu người Nhật. Trong đó có ba em bé giúp lễ. Phaolô Miki lúc đó 33 tuổi, bằng tuổi của Chúa Giêsu. Quý vị nghe cái tàn ác của những người muốn giết một đạo khác, không kém gì ở Trung Hoa, không kém gì ở Việt Nam. Nhà vua ra lệnh tất cả những người bị tử hình đều phải bị cắt hai tay và cắt cái mũi, rồi mới trói lại, lôi đi đóng đinh để cho nó giống Chúa của nó. Đóng đinh ở đâu? Trên ngọn đồi ở Nagasaki. Nhìn các ngài bị gông cùm, điệu đi giữa đường phố, máu chảy đầm đề vì hai tay bị cắt và cái mũi bị cắt. Mọi người, kể cả người dân không hề biết Kitô giáo là gì, cũng đều khóc thương, thảm thiết. Có một người đã chứng kiến thuật lại cuộc tử đạo của Phaolô Miki và các bạn như sau. Sau khi chịu đóng đinh vào thập giá, các ngài vẫn tỏ ra kiên trì đến lạ lùng mà toàn dân không thể hiểu nổi. Hai cha, hai linh mục, Passio và Rotoriguez, mỗi người một bên, khuyến khích các ngài. Cha phụ trách giáo sở thì luôn luôn im lặng ngước mắt nhìn trời. Thầy Martino thì hát thánh vịnh để tạ ơn Chúa cho mình được chết. Rồi còn thêm câu, trong tay ngài, con phó thác linh hồn con. Cha Francisco Bolanca cũng to tiếng, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Còn thầy Kumsanko thì đọc lớn tiếng kinh lại cha, kinh kính mừng. Riêng thầy Phaolô Miki thấy mình ở trên một tòa chưa từng có bao giờ nhìn thấy, bắt đầu nói với những người đang chứng kiến quanh cái cảnh này rằng: tôi là người Nhật, thuộc dòng của Chúa Giêsu là dòng tên. Tôi bị án tử hình này vì tôi rao giảng tin mừng. Và thầy cảm ơn Chúa đã cho mình một ơn trọng đại như vậy. Rồi thầy nói: tôi đã đi đến hoàn cảnh này, sẽ không có ai nghi rằng tôi còn giấu giếm bất kỳ điều gì trước khi tôi chết. Vậy tôi tuyên bố một lần nữa với mọi người, không có con đường cứu độ nào khác ngoài con đường của Chúa Giêsu. Và vì đường lối đó dạy tôi phải tha thứ cho những người đang giết hại tôi một cách vô lý và cho kẻ làm hại tôi, nên tôi sẵn sàng tha thứ cho cả hoàng đế, cho tất cả mọi người đang hành hình chúng tôi. Tôi xin họ được ơn cũng lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành người Kitô hữu. Rồi quay nhìn lại các đồng nghiệp, họ bị treo lên một hàng dài. Thầy Miki an ủi họ trong cơn chiến đấu cuối cùng. Tất cả mọi người lộ nét mặt hân hoan. Quý vị tưởng tượng đi, cái mặt mà không có hai cái tai với cái mũi, để hai cái lỗ ở đây bên này. Đặc biệt là gương mặt của Louis, một tín hữu rất trẻ. Khi có người tín hữu nói với anh rằng anh sắp được lên thiên đàng, thì các ngón tay của anh và toàn thân anh như muốn làm một cử động diễn tả một sự vui mừng tột độ, khiến mọi người đứng xem đều chú ý nhìn vào gương mặt của Louis. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử vì đạo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tôn phong hiển thánh vào năm 1826. Lúc đó Bác Liên ở đâu? 1826. Ở trên mây. Tốt. Trả lời vậy là đúng nhất. Đây là bài học chúng ta nhận được. Sau cuộc bắt hại những người Kitô giáo vào 3 thế kỷ đầu tiên ở Roma, nhớ không, 300 năm, giáo hội đã được chứng kiến một cuộc trở lại ngoạn mục. Rất nhiều người tin mà sử gia Tertullian đã viết một câu nhận xét vô cùng ý nghĩa mà chúng ta hay lặp đi lặp lại mà không biết của ai. Máu của các vị tử vì đạo là hạt giống tốt nhất để trổ sinh ra các tín hữu. Mình dùng hoài đó,
Bây giờ mình biết đây là câu của sử gia Tertullian La Mã. Điều này đúng với giáo hội Nhật Bản, hoàn toàn đúng thưa quý vị. Và cũng đúng với nhiều giáo hội khác trên hoàng vũ, trong đó có Việt Nam, có Triều Tiên. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo đã làm nên sự kiên vững cho hội thánh ở đất nước gọi là mặt trời mọc, Nhật Bản. Chính nhờ những dòng máu này mà hạt giống tin mừng được các ngài gieo nảy mầm, rất âm thầm nhưng rất mạnh. Lịch sử còn ghi, sau cuộc bắt bớ đầu tiên giết Phaolô Miki và các bạn, thì những cuộc bắt bớ về sau trở nên ác liệt hơn, cách hành hình ghê tởm hơn. Tôi kể một cái cho quý vị thấy, người ta ác gì đâu. Cắt tay, cắt mũi, rồi trước khi đóng linh lên, nhúng đầu người đó vào cái thùng phân. Tôi thấy không còn một sáng kiến nào tệ hại đến như vậy. Nó kinh tởm, dơ giấy chưa từng có và nhục mạ. Đã giết thì giết. Với chiếu chỉ Dharmasasana vừa được ban hành của Hoàng đế, giáo hội Nhật Bản rơi vào tình trạng rất nguy kịch. Dấu hiệu mở màn là cuộc xử tử công khai 50 đấng tử đạo tiếp tục ở Nagasaki vào ngày 22 tháng 9 1622. Rồi cuộc bách hại trở nên dã man hơn, ác liệt hơn nữa trên đất Kyushu, Cửu Châu vào những năm 1636 đến 1638. Nhất là sau cái biến cố, sau khi quân sĩ của Shimpara, một viên tướng công giáo, đứng lên bảo vệ đức tin, chống lại những người tới bắt hại, ông bị đánh tan. Dĩ nhiên mình ít người hơn, cho nên 35.000 người dưới quyền ông bị giết sạch. 35.000. Các tướng Nhật Bản, các vua, các hoàng đế Nhật Bản đã tiêu diệt được đội quân công giáo tận gốc rễ, và họ tin như vậy. Họ nói hết rồi, hết người rồi, an tâm. Bên ngoài, các nước, nhất là dòng tên, dòng Francisco cũng nghĩ rằng cái hạt giống đức tin ở Nhật Bản tiêu rồi. Không, nó không tiêu. Nhất là chính sách bế quan tỏa cảng cho đến khi Minh Trị Thiên Hoàng cải tổ. Đây là câu chuyện có thật. Có một nhóm linh mục dùng tên tới Tarasaki, tránh không vào Nagasaki. Trước mặt một số đông người Nhật đứng dưới cái quảng trường, một linh mục đứng lên bục và các linh mục và tu sĩ đứng chung quanh để hỗ trợ cho ông. Ông bắt đầu giảng đạo. Trong dân chúng có một người đưa tay, tại vì ông ấy giảng tiếng Nhật nha, mình phải phục mấy cái ông Tây Bồ Đào Nha này. Một người đưa tay nói, chúng tôi muốn hỏi các ông ba điều thôi. Các ông có trả lời được không? Tốt lắm, xin quý vị cứ hỏi. Người hỏi là một ông cụ già. Câu hỏi thứ nhất, các ông có tin rằng Đức Mẹ đồng trinh không? Cả nhóm nói, thưa có chứ. Câu hỏi thứ hai, các ông có vâng lời và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng ở Roma không? Dạ vâng, thưa có, chúng tôi thề vâng lời mà. Vậy là linh mục, các ông có sống đời độc thân và giữ đức khiết tịnh không? Thưa có. Vậy mấy trăm người chúng tôi đây đều là người tín hữu. Chúng tôi toàn là người công giáo cả, mà hơn 200 năm rồi không có linh mục. Ghê không? Sao họ sống được? Cha Petitjean hết sức bàng hoàng, như là từ cung trăng rơi xuống. Mấy cha con ôm nhau giữa quảng trường, nước mắt chan chứa, là vì thời Minh Trị Thiên Hoàng không còn bắt đạo nữa. Nhà truyền giáo mới hỏi ông cụ nãy, mấy lâu nay ai giảng dạy cho anh chị? Thưa cha, không có ai, suốt 2 thế kỷ rồi, 200 năm rồi. Vậy làm sao anh chị sống đạo được mà sốt sắng đến như thế này? Thưa cha, đó là nhờ ông bà tổ tiên chúng con đã truyền lại rằng chúng con phải giữ một điều là đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác.
để cho người khác thấy đó là con cái của Chúa. Nhưng tại sao quý vị lại đặt cho chúng tôi 3 câu hỏi vừa rồi? Thưa cha, là vì ông bà chúng tôi trước khi chết có nhắn nhủ như thế này: sau này nếu có bất kỳ ai đến giảng đạo, nói tới tên Chúa Giêsu, các con phải cảnh giác, phải lấy 3 tiêu chuẩn này đánh giá xem họ có phải là những người thừa sai chân chính không. Cho nên sau khi hỏi 3 câu đó và tất cả cha và các tu sĩ trả lời, chúng con rất đỗi vui mừng, vì đây là đích thực những người hội thánh đã sai đến. Hay quá vậy. Vâng, hạt giống tử đạo đã nảy mầm và sinh ra những người Kitô hữu khác, đúng như lời sử gia La Mã Tertullian đã tuyên bố. Họ có bí tích không? Trong 200 năm họ có đọc lời Chúa không? Không có sách, đốt hết rồi. Mà nếu có còn sót lại sách tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, mấy người Nhật đâu có hiểu. Mà 200 năm vẫn sống trung thành, tôi thấy đáng phục. Đáng phục hơn là những gì mình đang có rất rầm rộ: nhà thờ thật to, thật sáng, giáo đường thật nguy nga, sách vở đầy đủ, lễ lạc thật là trang hoàng, tột đỉnh. Không biết mình có trung thành với đức tin giống mấy cái người Nhật nào, hay là những sang trọng hào hoa bên ngoài đánh mất cái hạt giống bên trong, làm chết mất cái hạt giống. Người ta bám vào khi người ta còn sống đơn sơ, đau khổ, lén lút để bảo vệ đức tin. Cảm ơn Chúa cho chúng con cái gương của một đất nước rất gần. Mà tôi phục người Nhật, tôi không phục cái tính ác của họ. Họ rất ác với mấy dân khác, nhưng với dân họ, họ rất trọng danh dự. Cho nên mình có nói họ ở nước khác họ xâm chiếm là họ giết. Họ bảo vệ người Nhật rồi, ít nhất họ trọng danh dự. Họ dạy trẻ con không bao giờ nói láo, thà chết chẳng thà nói láo. Nói được mà họ giữ được đó. Cho tới giờ này nó có một cái lòng tự trọng rất cao. Đó, quý vị thấy cái biến cố tsunami, nhiều nhà trôi, tủ sắt trôi, dập vào bờ biển, mỗi người nhặt được đem lên đưa cảnh sát hết. Không có ai đem về cải ra để lấy nữ trang vàng bạc trong đó, không có ai. Rồi quý vị thấy chuyện một em bé người Nhật mà gốc Việt xếp hàng để đợi lãnh cơm đó, chuyện có thật người ta đăng báo. Rồi một nhân viên cảnh sát thấy nó bé, con trai 12 tuổi và lạnh nữa, tại vì quần áo đồ nhà cửa nó trôi hết rồi, bây giờ nó phải xếp hàng đi lãnh cơm. Nhân viên cảnh sát xuống cho nó cái hộp cơm của anh ta, bảo con về đi. Nó nói không, con đợi được, chú đem cho người nào cần hơn con. Rồi nó tiếp tục nó đứng nó đợi cho tới khi nó lãnh phần cơm của nó. Hay quá quý vị. Làm sao người ta huấn luyện được một em bé như vậy? Bởi vì người Nhật có cái câu: cái gia lúa mà nó nặng hạt, nó càng cúi đầu sâu. Quý vị hiểu cái ý nghĩa nó không? Tại sao người Nhật chào cúi xuống? Là vì cái lúa khi nó nặng hạt, tức là nó có chất lượng, thì nó phải biết kính trọng người khác, vì họ người khác cũng có chất lượng. Cho nên còn hạt của nó lép thì gió phổi phơi thôi, không bao giờ nó cúi đầu được. Cái giá lúa nặng hạt là cái giá lúa cúi xuống càng sâu. Có những câu để dạy những đức tính thật nhân bản. Tôi tin rằng trên cái đức tính nhân bản đó mà đức tin gieo vào là nó mọc. Còn trên một cái đức tính gian xảo, không có một thứ tôn giáo nào mọc lên được hết.
kinh thật. Thôi cảm ơn Chúa. Tôi nói vậy là bởi vì mới nãy tôi coi ở phi trường Sydney, một du học sinh Việt Nam đem, tại vì hôm nay có người biếu tôi mấy cái bánh bía. Tôi cũng khoái bánh bía lắm. Bánh bía mà bía Sóc Trăng nữa, lại Chúa tôi nghe tới là chảy nước miếng rồi. Mà du học sinh đem 8 cái bánh bía, có khai, có thực phẩm. Nhân viên quan thuế thấy cái nét của anh ta hơi lạ, cứ ngó qua ngó lại, mới hỏi có khai thì đúng, đây là cái gì là bánh. Mà anh có biết ở trong có cái gì không? Cái nhân có bột, có đậu xanh. Nhưng mà bây giờ họ có một cái thẻ rất nhỏ, họ để gần đó đó. Rồi họ đem cái thẻ đó họ cho vô máy. Nó hiện lên chữ cocaine, màu đỏ. Thế là họ bổ mấy cái bánh bía ra uổng thiệt. Trong đó toàn là ma túy. Thế là còng tay liền, không cần cứu xét nữa. Tôi không hiểu làm vậy để làm cái gì. Liên tiếp mấy vụ Việt Nam không à? Lạ thiệt. Có phải mình đói không? Không biết nữa. Từ Việt Nam sang đó, tội nghiệp ghé. Đừng có tưởng bây giờ cái kỹ thuật người ta tân tiến lắm rồi. Người ta có cái thẻ giống như là cái miếng gỗ mình đi ăn cơm đó, ăn kem đó. Nó để vô cái ba lô của mình, nó rút ra, nó để vô máy, nó biết cái ba lô đó có cái gì đâu, có cái chất ma túy hay không. Không cần con chó ngửi nữa. Cho nên nó muốn bắt thì nó bắt được liền. Còn có người khai, tôi đi sang đây để du lịch. Nó nói có thật không? Bởi vì đi du lịch thì ở đâu, khách sạn nào, trả lời u ớ nó cũng chấp nhận đi. Nhưng nó nói, cái cuộc điện thoại của anh hồi nãy vừa bước xuống máy bay, anh gọi ai? Người này nhớ ra tôi gọi bạn tôi. Anh khoe với bạn anh là anh sang đây anh làm việc mà. Nó nghe. Và nó cho về liền. Bởi vì không đúng quy định của visa. Visa xin đi du lịch mà trong đó khai với nhau là qua đây làm việc, kiếm tiền bù lại. Trời ơi, tội nghiệp quá. Rồi cảm ơn Chúa để tôi nói dài rồi. Xin Chúa cho chúng con nhớ lại gương mấy người Nhật Bản.